Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Các bạn ơi, hôm nay mình đưa bé nhà mình đi học về nữa các bạn. Hôm nay bé nó đi học nguyên ngày, buổi sáng và buổi chiều. Thì hôm nay mình mới đưa bé nhà mình đi học về. Thì mấy bạn thấy nè, mưa rất là lớn luôn. Mình về tới nhà thì mưa rất là lớn. Thì cho nên mình cũng không có mua được cái món ăn gì để mình chia sẻ với mấy bạn á. Thì hôm nay mình cũng sẽ quay một đoạn video ngắn thôi. Mình sẽ đi qua bên cái khu vườn bên bông của mình hồi lúc trước mình trồng á. Mình sẽ qua bên đó mình sẽ quay những cái bông của mình trồng cho mấy bạn xem. Vậy mình mời tất cả các bạn cô chú theo chân mình để xem những cái cây bông của mình trồng nha. Thì đây nè mấy bạn ơi, cây bông này là người ta kêu bằng cây móng tay vậy nè. Mình trồng rất là nhiều màu nhưng mà hôm rồi trời nắng quá mình không có tưới nước được á, cho nên nó chết rồi, nó chỉ còn được màu hường. Và nhánh bên kia thì còn được phía màu trắng thôi. Bây giờ mình sẽ vô đó xem những cái cây ban xê nha. Nha mấy bạn. Đây là những cái hoa ban xê. Những hoa ban xê này là lúc trước mình cũng có được 2-3 màu. Thì hôm rồi nó cũng trổ rất là nhiều màu luôn. Nhưng mình cũng không có cái thời gian để mình quay những chia sẻ với mấy bạn á. Rồi hôm nay thì mấy cái màu tím với cái màu xanh đậm thì nó đã tàn hết rồi. Bây giờ còn được cái màu hồng rồi mấy bạn ơi. Bên đây cũng rất là đẹp luôn nè. Rất là đẹp luôn nha. Vậy đây mình sẽ cho mấy bạn xem cái bụi gừng này của mình nha. Bụi gừng này mình mua ở dưới sông á. Người ta nói là gừng Thái thì mình cũng không biết luôn. Nhưng mình trồng nó hôm nay nó có được mấy cái hoa này đẹp lắm mấy bạn. Hoa gừng nè. Rất là đẹp mà rất là thơm mùi gừng luôn nha. Rất là nhiều hoa luôn nè mấy bạn. Đây mình đếm mấy bạn xem nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái mấy bạn ơi. Có một bụi gừng như thế này mà được 9 cái hoa. Hoa nó rất là đẹp luôn nè. Nhìn rất là đơn giản nhưng mà rất là dễ thương luôn nha. Cái mùi thơm của nó cực kỳ thơm luôn mấy bạn. Cái hoa này nó nở được 2 hoa nè. Hôm hồi nào giờ mình cũng có thấy hoa gừng nhưng mà mình cũng không có để ý nữa. Mình chỉ thấy những cái hoa như thế này thôi, mình không có để ý nha, nó có nở những cái hoa nhỏ như thế này. Thì chiều hôm nay mình đưa bé nhà mình về thì mình tình cờ mình thấy, cho nên mình sẽ chia sẻ với mấy bạn xem nha. Nè, cái hoa gừng của mình rất là đẹp luôn. Và cái củ nó cũng rất là bự luôn nè mấy bạn. Wow, nè cái củ của nó nè. Để hôm nào mình đào nó lên mình sẽ cho mấy bạn xem nha. Thì hôm nay mình thấy nó còn khá là tốt cho nên mình chưa có đào được nha mấy bạn. Nè. Hoa nó rất là đẹp luôn, rất là dễ thương luôn mấy bạn ơi. Vậy đây nè mấy bạn, cái bụi móng tay của mình nè. Hôm rồi nó có màu gạch tơ, màu tím sen, rất là đẹp luôn. Nhưng mà sao mà nó không còn nữa. Ở đây mình chỉ còn được 2 màu, màu trắng nha. Và mình có được hoa cúc tím này rất là đẹp luôn mấy bạn ơi. Tuy bông nó nhỏ nhưng mà rất là đẹp, dễ thương lắm nha. Màu hoa cúc này rất là đẹp. Ở đây mình sẽ quay cái hoa hồng cho mấy bạn xem nha. Hoa hồng này hồi Tết của người bạn cho nè. Mình trồng tới hôm nay nó cũng được chỗ là cũng khá là nhiều hoa rồi. Nhưng mà mình không có cái thời gian để mình quay cho mấy bạn xem. Rồi hôm nay thì cũng có cái dịp để mình quay, để mình sẽ chia sẻ cái hoa này cho mấy bạn xem luôn. Cái này nó nở được 4-5 ngày rồi mấy bạn. Cái màu nó hết đẹp rồi, nó đã muốn tàn rồi. Và đây cái hoa hồng màu đỏ nè mấy bạn ơi. Hoa hồng này màu nhung rất là đẹp nha. Thì hôm rồi nó cũng chỗ khá là nhiều luôn. Nhưng mà mình cũng không có quay được luôn nữa. Nó nở cái hoa rất là lớn, đẹp lắm mấy bạn. Và ở đây nó cũng có cái hoa nhỏ nữa nè. Các bạn
bạn thấy rất là đẹp luôn, khá là dễ thương luôn. Thì bên kia nó cũng có vài cái hoa mà nó đã, hôm rồi mình không có quay, hôm nay nó đã héo hết rồi mấy bạn. Vì hôm nay chỉ còn được cái hoa màu vàng này, nhưng mà nó cũng muốn héo rồi. Cái này thì cái hoa này ngày mai nó sẽ nở thôi. Ngày mai nó nở chắc rất là đẹp luôn. Dạ mấy bạn ơi, mình sẽ quay ở đây cái đám bông cúc tím của mình nữa mấy bạn. Hoa cúc tím này rất là đẹp luôn. Mình cũng chia sẻ cho mấy bạn á, biết là cái hoa này cái khi mà nó mới chỗ hoa, mấy bạn thấy nó rất là ít, nó lá nhiều lắm chứ nó không có hoa đâu. Đến khi mà nó cái cây nó già đi á thì nó mới có hoa nhiều nha mấy bạn. Có chỗ nó có màu hường nữa, nhưng mà mình chỉ thấy thôi chứ mình chưa có xin được cái giống. Để hôm nào mình sẽ xin cái giống màu hường mà mình trồng, rồi mình sẽ quay cho mấy bạn xem. Cái màu tím này rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn mấy bạn ơi. Và đây nè mấy bạn, đây là còn cái cây hoa đậu biếc nè mấy bạn. Cây hoa đậu biếc nha, nó có hai loại nha mấy bạn. Một loại là nó bông này nó chỉ có một cái tai thôi, nó không có được nhiều tai như thế này. Cái loại này nó nhiều tai rất là đẹp luôn nha. Nhưng cái hoa này á, mình vừa trồng chơi mà vừa trồng là có cái công dụng là để làm thuốc nữa nha. Nhưng mà làm trị rất là nhiều thứ bệnh, nhưng mà mình chỉ biết một số thôi chứ ngoài ra mình cũng không biết nhiều nữa nha mấy bạn. Nhìn thấy rất là đẹp luôn nha. Đây, cái bông này rất là đẹp luôn. Khá là nhiều hoa luôn nha mấy bạn. Rất là nhiều hoa luôn á. Mà cái lá nó thì cũng nhiều, mà hoa nó cũng nhiều luôn. Khá là nhiều hoa luôn nè. Wow, đây đây nè. Khá là nhiều luôn. Cho đây đây nè các bạn. Khá là nhiều hoa luôn. Ở phía bên kia nữa mấy bạn. Phía bên kia rất là nhiều luôn mấy bạn. Hoa nhất là hoa luôn. Và đây nè mấy bạn và cô chú, cái hoa này cũng rất là dễ thương nè. Hoa này nó rất là nhỏ, nhìn nó có thể giống như là cái loại hoa hướng dương nha. Nhưng mà người ta kêu nó bằng hoa giả quỳ, giả quỳ nè mấy bạn và cô chú. Nó nhỏ nhưng mà hoa nó rất là đẹp. Có những nơi mà nó bị cằn cỗi thì nó sẽ là cái hoa nó sẽ nhiều hơn. Còn có những nơi mà nó tốt như thế này thì hoa nó rất là ít nha mấy bạn. Và các bạn ơi, vậy bây giờ mình sẽ trở lại vào những cái chậu lan của mình nha. Thì đây là cái chậu lan màu vàng của mình nè mấy bạn. Nó mới nở chỗ nè. Thì chiều rồi nhìn thấy nó cũng không có được đẹp nha. Cái màu nó hơi sậm lại nè mấy bạn. Thì vì chiều rồi tối, trời mưa nó hơi tối. Và cái chậu lan này là cũng hầu điệp nhưng mà loại mini nha. Mấy bạn biết không, nó chỗ từ hồi Tết tới giờ luôn nè mấy bạn. Mà nó dặn chỗ hoài mà nó không có tàn nữa nè. Nó cứ ra những cái bông nhỏ nhỏ như thế này nè. Mà đẹp lắm nha mấy bạn. Và đây cái nhánh lan của mình nè. Nhánh lan này màu trắng nè. Cũng rất là dễ thương nha. Thì cái cây lan này mình hôm rồi cũng có chia sẻ cho mấy bạn á. Mình kích cho nó mà nó không có ra cây mà nó ra hoa nè mấy bạn. Ra hai hoa luôn. Thì hoa bên đây nó là cái hoa, hoa này là hoa mới ra nè. Nó nở nhìn thấy thì dễ thương. Còn cái hoa bên đây là nó đã ra rồi, bây giờ nó ra nữa thì nó cũng nở hơi nhiều ngày rồi. Cho nên nó còn được có ba cái hoa nhà nó cũng muốn tàn rồi, cho nên nó cũng không có được đẹp nha. Thì cái hoa này nè mấy bạn ơi. Màu tím rất là dễ thương luôn nha. Cái hoa này cũng tự mình kích thì nó không có ra cây mà nó ra thêm cái hoa nè. Bữa nay là nó nở hết chùm luôn nè. Và bên đây mình cũng sẽ chia sẻ cho mấy bạn nè. Cái hoa này bữa hổm mình cũng kích đó mấy bạn. Mình kích nó mà nó không có ra cây mà nó ra hoa. Cái này màu tím nhưng mà nó có những cái đốm trắng nha. Nè, mình quay cho mấy bạn xem lại nè. Và đây nó đã mọc ra thêm một cành nữa nè mấy bạn. Nè, nó có những cái bông hoa nhỏ nè.
Và đây là mình sẽ quay chia sẻ cho mấy bạn xem cái này, cái hoa hồng hồi xưa nha mấy bạn. Hoa hồng hồi xưa của mình nè. Cái tai nó thì nhỏ mà rất là dày tai, nhìn nhìn cũng rất là đẹp luôn nè. Trời mưa mà nước mưa còn nữa nè mấy bạn ơi, giọt mưa long lanh luôn nè. Bông nó khá là nhiều nha, khá là nhiều luôn. Nó thuộc về dạng là bông chùm luôn á mấy bạn. Khá là nhiều hoa. Một cành của nó có thể là 4-5 hoa rồi mấy bạn ơi. Khá là nhiều luôn. Bông này của hồi xưa nhưng mà cũng nhìn cũng rất là đẹp nha. Bởi vì nó còn nước mưa nè. Khá là đẹp. Các bạn nhìn nè. Nó là thuộc về bông chùm luôn á mấy bạn. Khá là đẹp luôn. Các bạn nhìn cái nhánh này là khá là nhiều hoa luôn mấy bạn ơi. Rất là dễ thương luôn mấy bạn ơi. Hoa hồng của hồi xưa nha. Rất là đẹp luôn. Nè mấy bạn thấy nó rất là có những cái hoa nhỏ nữa nè. Nhất là cái cành này rất là dễ thương nè mấy bạn. Không có cây này của mình lớn lắm nha. Thì nó có bị cái loại sâu mà như loại bù xè đó. Nó ăn cái đứt hết một tàn của mình luôn rồi. Mình rất là ổn luôn. Nhưng mình cũng không biết làm sao mà để cứu nó. Thì còn được có một nhánh như thế này. Ở phía bên kia mình cũng có trồng nữa. Mình trồng một hàng bên kia nó nhiều lắm. Nhưng mà bên kia thì nó ít bông hơn. Vậy đến đây mình xin chào tất cả các bạn và cô chú nha. Và mình mong rằng các bạn và cô chú xem cái video này của mình vui vẻ. Và nhớ like và chia sẻ giùm mình nha. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn, các cô chú nha.